chào các bạn. Hôm nay ngày nghỉ như các bạn, đi dạo một vòng vượt ở bãi sau biển Vũng Tàu. Giờ này mùa nắng như các bạn, đang là cái mùa đỉnh điểm mùa nắng nên là đi rất là nhanh để tốn calo. Chúng ta ai muốn mà có làn da rám nắng mùa này đi dạo chỉ khoảng 30 phút ngoài biển thôi sẽ rất là nhanh có được cái làn da rám nắng. Ở đây bữa nay ra đây ngắm nhìn sóng biển Vũng Tàu. Đi rào. Wow, hôm nay nắng đẹp luôn chị các bạn. Nay gần buổi trưa nè. Sóng biển rì rào. Cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng Jim ngắm cảnh biển Vũng Tàu bãi sau ngày hôm nay. Hẹn lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị rất là nhiều.